Hello cả nhà, hôm nay sáng mùng 8 cả nhà ơi. Hội họp anh em gia đình đây cả nhà. Đường Phạm Văn Đồng, thành phố Huế cả nhà ơi. Siêu màu làm cua rang muối cả nhà ơi. Siêu màu từ Cali về làm cua rang muối. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tôm ở đây ngon ghê hả? Chắc thịt. Ngọt. Tôm Sài Gòn biểu. Đây là mua cho chúng tôm mua cho cả mực chính ngon hơn. Dạ, ngon hơn. Thì cho phi cái chục này ăn mới tầm đa mà. Đây mà. Đầu bếp cái lý về đầu bếp Phước Lộc Thọ cả nhà ơi. Đầu bếp nổi tiếng mọi người đấy về. Chẳng học được rồi. Mình đi tìm đâu đi mắc lắm. Dạ. Mà nó không ngon, mà không sạch sẽ nữa. Không tươi nữa. Ở nhà làm sạch sẽ. Đô ngồi đô đóng đạp không à. Hôm qua Duy Ngọc đi cứ ăn mà mang nghe 17 triệu thôi. Tạm cua rang muối, cua rang muối. Hải sản tôm cua rang muối cả nhà. Tiệc gia đình đầu năm cả nhà ơi. Lẩu hải sản. Tôm sóc quả hành tây, cua rang muối. Mời cả nhà ra. Ba chân tòa ba chơi lâu quá rồi. Dạ.
Em lại thêm chuyện nhỏ này có không ạ? Tân sự ngồi vô, ngồi xem lại, chết đi. Có ông đã rửa ngồi qua nữa cơ. Rồi, tăng đi. Ngồi lại đó, ngồi kìa. Đừng có đợi đã, tôi có. Tôm tôm, ngồi đợi cho anh quay phim chụp. Thôi cho mấy đứa mày đứa nó ngồi với nhau. Con đâu ăn nhiều thì đứa con đi. Đâu ăn dư đưa qua bên kia bữa đó. Rồi để cho mày đứa nó ngồi bên nhau. Ăn đủ nấy, đấy đủ. Đủ mà đủ ba. Đủ rồi. 6 8 10 2 3 đủ luôn. 110 người. Đủ lâu lắm rồi. Em bên đông văn tản em cầm nửa ba cái nửa ba rồi đó. Đó chứ. Rồi, qua bên rừng quá à, lo chi. Thôi mình quá lẹ. 5 người. Giờ đang ăn thiệt nghe. Rồi qua. Thì lại thêm nước mắm. Rồi tôi lại thêm chén nước mắm nè. À thêm chén nước mắm nữa. Ăn được đấy. Đi còn lại cái mua để múc. Ăn được mắm không? Ăn chung dài dâm người hẳn lắm thôi à. Lộ hải sản nấm tôm. Nấm tôm. Nấm lên là tôm mà Sài Gòn. Tôm Sài Gòn á, bên phủ núi. Bây giờ nhiều mà đây tôm với cua bằng nhiêu là mình mà đương ạ. Dạ. Yeah. Cua thấy chứ má. Mà lại chi?